Kính thưa quý vị, quay trở lại với phần tin 24 giờ qua là các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí. Một người đàn ông ở Quảng Ninh nghi bị công an đánh chết sau vườn nhà. Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2019, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang cho điều tra nguyên nhân vụ ông Đỗ Văn Danh, 38 tuổi, ngủ ở thành phố Hạ Long, chết bất thường, sau khi giới hữu trách tiến hành kiểm tra việc buôn bán pháo lậu. Vợ ông Danh khẳng định, chồng mình bị bốn người trong nhóm đi kiểm tra truy đuổi vào tối hôm 11 tháng 1, khi phát hiện ông này chạy về phía vườn sau nhà. Đến rạng sáng ngày 12 tháng 1, thì mọi người phát hiện ông nằm chết trong tư thế ức mặt xuống đất với nhiều vết thương trên người. Trong khi đó, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo kết quả từ cơ quan pháp y, thì nguyên nhân tử vong của ông Danh là do tụt hạnh nhân tiểu não. Tin cho biết, vụ này hiện vẫn đang được Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, vì có tin cho rằng ông Danh tử vong là do bị người khác đánh mà chết. Thưa quý vị, đã phát hiện nhiều tài xế xe container dương tính với ma túy khi đang lái xe. Chiều ngày 13 tháng 1, công an thành phố Sài Gòn đã tiếp tục kiểm tra và test nhanh ma túy đối với các tài xế lái xe container tại khu vực phường Trường Thọ. Chỉ mới hơn 10 lần chặn dừng các tài xế lái xe container, công an đã phát hiện 4 trường hợp tài xế dương tính với ma túy, và đặc biệt một tài xế lái xe container loại 40 feet chứa đầy hàng đã sử dụng cùng lúc 3 loại ma túy là cần sa, ma túy đá và ma túy tổng hợp, cũng như là phóng xe như bay trên xa lộ. Tại buổi kiểm tra, thì công an còn phát hiện trên xe của các tài xế này có nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và một cây dao sắc bén. Trước đó, nhiều chiều ngày 12 tháng 1, cũng tại tuyến đường này, thì công an cũng đã phát hiện 3 tài xế dương tính với ma túy. Một tài xế lái xe container sử dụng giấy phép lái xe giả. Được biết, khu vực cảng ở phường Trường Thọ có lượng xe container ra vào nhiều nhất cửa ngõ phía đông của thành phố Sài Gòn. Do đó, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chia sẻ của blogger mẹ nấm sau 3 tháng sống tại Hoa Kỳ. Sau khi từ nhà tù cộng sản Việt Nam được đưa thẳng đến thành phố Houston tiểu bang Texas vào giữa tháng 10 năm 2018 thì đây là lần đầu tiên blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến Orange County, thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản. Blogger mẹ nấm cho biết đồng hương hải ngoại quan tâm đến tình hình trong nước nhiều hơn cô nghĩ. Cô cho biết sau 3 tháng đặt chân tới Hoa Kỳ Niềm vui được tự do vẫn là thứ cảm xúc lớn nhất, lớn ác mọi cảm xúc khác. Mặc dù thủ tục giấy tờ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng mỗi lần nhìn thấy hai con đi học về và dần thích nghi được với cuộc sống tại hải ngoại, cô cảm thấy đó là sự động viên khích lệ tinh thần lớn nhất đối với mình. Cô cho biết sẽ tiếp tục đi học vì đối với những người cô lên án là thiếu kiến thức và ngu dốt, thì chỉ có kiến thức và văn minh mới có thể giúp mình chiến thắng họ và cho mình một tư thế vững vàng hơn, cũng như có thêm kiến thức để bảo vệ người khác. Thiên tai ngày càng bất thường hơn đối với Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam nằm cạnh Biển Đông và hàng năm phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới. Bên cạnh đó còn có hạn hán, nước mặn xâm ngập và mùa hè. Trong những năm gần đây thì thiên tai có xu hướng bất thường hơn. Thống kê trong năm 2018 đã cho thấy thiên tai đã khiến 218 người thiệt mạng và gây thiệt hại gần 20.000 tỷ đồng Hiện nay, thiên tai có nguy cơ ngày càng bất thường hơn, cường độ lớn hơn và đôi khi nằm ngoài những quy luật do so với nhiều năm trước. Ngoài sự biến đổi bất lợi từ phía thiên nhiên, những việc làm của con người cũng đã góp phần khiến cho thiên tai có sức công phá mạnh hơn, gây nên nhiều thiệt hại hơn. Điển hình như việc đốn gỗ lậu, chặt phá rừng phòng hộ, tài nguyên nước không hợp lý, hoặc là đê biển những công trình kiểm soát nước không đủ yêu cầu cũng là những yếu tố gây gia tăng nguy cơ ảnh hưởng của thiên tài. Chuyển sang bản tin có liên quan đến giải trí. Thưa quý vị, Tổng Giám đốc điều hành đại công ty Amazon Jeff Bezos đã có bạn gái mới. Sáng lập viên kim Tổng Giám đốc điều hành đại công ty Amazon Jeff Bezos đã vừa được nhìn thấy xuất hiện cùng bạn gái mới. Chỉ vài ngày sau khi ông tuyên bố đang trong tiến trình ly dị vợ mình, bà Mackenzie. Tạp chí People cho biết Jeff Bezos đã đến dự buổi tiệc hậu lễ trao giải Golden Globe do Amazon tổ chức, cùng với nữ xứng ngôn viên truyền hình Lauren Sanchez. Cũng góp mặt vào sự kiện này, còn có người chồng sắp sửa ly hôn của cô, tức là Patrick Wardsell, một trong những quản lý nổi tiếng ở Hollywood. Và hôm thứ Tư 9 tháng 1, Jeff Bezos đã khiến cho nhiều người bất ngờ sau khi tiết lộ ông và vợ sẽ chính thức đường ai nấy đi. Họ hiện tại có 4 người con sau 25 năm chung sống. Một số tạp chí lá cải còn cho biết Jeff Bezos đã có quan hệ ngoài giá thú với Lauren Sanchez trong suốt nhiều tháng qua. Thưa quý vị, bản tin giải trí tiếp theo cho biết nam diễn viên Lin Manuel Miranda đã mang vở nhạc kịch Hamilton tới Puerto Rico. Nam diễn viên nổi tiếng Lin Manuel Miranda đã vừa tái xuất trên sân khấu trong vai diễn Alexander Hamilton vào ngày thứ sáu 11 tháng 1. Đây là nhân vật chính trong vở nhạc kịch Hamilton nổi tiếng, vốn đã được Lin trình diễn trong suốt thời gian qua. Vở nhạc kịch này đã chính thức diễn ra bên trong khuôn viên của trường đại học University of Puerto Rico tại thành phố San Juan và sẽ kéo dài trong suốt 3 tuần lễ từ nay cho đến ngày 27 tháng 1 tới đây. Gia đình của Lin cũng đã xuất thân từ thuộc địa Puerto Rico. Và đây là lần đầu tiên Lin đã trở lại với vai diễn Alexander Hamilton kể từ khi vở kịch này chính thức từ giả sân khấu Broadway vào tháng 7 năm 2016. Nam diễn viên lin manuel Miranda hy vọng vở nhạc kịch Hamilton sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế và ngành du lịch của đảo quốc vừa bị siêu bão Maria tàn phá. Kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi phần tin thời tiết dành cho ngày thứ hai, 14 tháng 1, 2019. Mời quý vị theo dõi phần dự báo thời tiết cho ngày thứ hai, ngày 14 tháng 1 được bắt đầu với thành phố Boston. Thưa quý vị, tại đây nhiều mây và nắng nhẹ trong ngày. Khí hậu rất lạnh với nhiệt độ cao nhất 33, thấp nhất 24. Gió bắc thổi từ 5 cho đến 10 giờ 1 giờ và trong ngày không có mưa. Tại New York City nắng nhẹ và trời lạnh lẽo, nhiệt độ cao nhất 37, thấp nhất dừng ở mức 26. Gió bắc thổi từ 5 cho đến 10 giờ 1 giờ, trong ngày khô ráo không có mưa. Tại Washington DC, nhiều mây và nắng nhẹ trong ngày với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 37, thấp nhất 24. Gió bắc thổi từ 5 cho đến 10 và 1 giờ, mưa dự báo chỉ vào khoảng 10%. Chuyển sang khu vực Atlanta, nhiệt độ cao nhất trong ngày dự báo ở mức 48 và thấp nhất dừng ở mức 33. Trời nhiều mây âm u với gió tây bắc thổi từ 5 cho đến 10 và 1 giờ, tuy nhiên trong ngày khô ráo không có mưa. Orlando tại tiểu bang Florida trời nắng nhẹ, Nhiệt độ cao nhất vào khoảng 69, thấp nhất 48. Gió tây bắc thổi từ 5 cho đến 10 giờ, 1 giờ và mưa trong ngày dự báo vào khoảng 10%. Khu vực Chicago nắng nhẹ kèm thông mây rải rác với khí hậu khá lành lẽo. nhiệt độ cao nhất vào khoảng 35, thấp nhất 26. Gió tây nam thổi từ 5 cho đến 10 giờ, 1 giờ và dự báo mưa trong ngày chỉ vào khoảng 10%. Khu vực Dallas bầu trời nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất 50, thấp nhất 34 gió bắc thổi nhẹ, ít hơn 5 và 1 giờ và mưa cũng dự báo chỉ 10%. Trong khi đó, Houston nắng nhẹ và bầu trời nhiều mây, với nhiệt độ cao nhất 55, thấp nhất 43. Gió bắc thổi từ 5 cho đến 10 giờ 1 giờ, trong ngày khô ráo không có mưa. Chuyển sang khu vực Seattle, bầu trời nắng đẹp, với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 47, thấp nhất 32. Gió đông bắc thổi rất nhẹ, dưới 3 giờ 1 giờ, và trong ngày dự báo mưa vào khoảng 10%. Tại San Jose, mây rải rác trong ngày với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 56, thấp nhất 48. Gió Đông Nam thổi từ 10 cho đến 15 giờ 1 giờ, dự báo mưa trong ngày lên đến 70%. Và cuối cùng là tại Los Angeles, trời mây âm u và mưa kéo dài, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 61, thấp nhất 52. Gió Đông Nam thổi từ 5 cho đến 10 giờ 1 giờ, mưa trong ngày dự báo lên đến 90%. Thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc phần tin 24 giờ qua cùng với Duy Khang và Thị Nhung. Chúng tôi kính chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.